Hello và chào mừng anh em đã trở lại với Minecraft Big Summon tập thứ 14. Hiện tại thì tôi đang ở một trong một cái khu Mega Taiga khá là rộng lớn. Ê, bên kia có một con boss Bachirisu, nó đâu nhỉ? Cái xì này mày nó để vô một cái không nhìn thấy cái màu xanh nó nằm đâu luôn. Đù, thiệt luôn ha, không thấy luôn. Đậu xanh, à kia rồi, thấy rồi. Rồi nó trút trên cây rồi. Vậy rồi, đây, rồi tôi sẽ đi làm trong đây. Tôi được cái gì? Vài món đồ vớ vẩn. Không có gì nhiều. Ok. Thì mục tiêu bây giờ của tôi sẽ là đi tìm một cái khu jungle. Wow, fuck. Từ bên đây, ủa. Ở đây nó có mấy cái nó bị lỗi ha. Để cái seeder vô mẹ mấy cây nhìn nó bị lỗi. Để có một con boss này. Ok, có vẻ là dấu hiệu là nó hơi bắt đầu nó hơi giật lắc rồi nha. Có vẻ đều ổn lắm. Tôi nghĩ tôi nên tắt seeder rồi. Tắt thì nhìn nó hơi xấu. Nhưng mà hiện tại thì nhìn nó đang đẹp, nhìn khoái và lời ra. Ui, ui, boss bedrill. Ok. Giờ sẽ qua chúng ta chơi con boss này. Yo bro, chào cậu. Này boss gì ta? Legendary hả? Ok. Màu vàng. Rồi. Chờ chút người ta rút hàng nóng ra tôi chơi nó. Này. Hàng này rất nóng này. Nóng kinh khủng này. Quá nóng này. Nóng manh sát này. Cực kỳ nóng này. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ cho Giratina ra chơi trước. Chúng ta sẽ cho nó một quả Shadow Fox à. Tác chết cũ nó. Hứa. Cái đầu xanh. Ok. Đấy. Cũng khá là đau ấy. Chiu. What? Rồi xong, ok, và chúng ta được cái gì? Một cái candy với lại adrenaline off. Phát ok, chúng ta sẽ có mấy cái này vô. Lấy cái trứng ra đi. Rồi nhét mấy con này vô lại. Hay, chỉ dùng một necroma thôi đủ rồi. Ok. Ok, thì mục tiêu hôm nay của tôi là đi tìm jungle. Một cái khu rừng. Ở đây thì có, ui, trứng nở này. Một cái trứng tím nở. Được Labrat. Vài cái lồng. Labrat thì nó giật giật khó chịu nha. Ok. Có lẽ là do chỗ này nó hơi nhiều thứ cho nên nó hơi giật. Bảo mẹ nó. Phát bệnh xác luôn. Rồi trong này thì có vẻ không có gì hết. Thôi kệ mẹ đi. Lạc quá. Ok. Chúng ta sẽ đi tiếp. Đi tìm jungle. Ở đây thì có một cái đầu gì. Cái này gọi là cái đen. Một cái đen của một con Golbat trời luôn. Chúng ta sẽ quốc chết cũ nó con này. Rồi. Ui. Ủa đâu rồi. Nó đâu rồi. Nó đâu. Ủa sao nó nhỏ vậy. Ủa. Ủa. What the fuck. Ủa nhìn vui. Sao hình dạng này nhìn vui ta. Sao nó nhỏ xíu vậy. Có một con đi ở đây. Có một con có con này vàng ngơ ngác ở đây này. Holy shit. Dragon Root. Chiêu. Có thể là một chiêu chúng ta đủ rồi. Ok đủ. Đây chúng ta được. Uầy nhiều thứ phết. Ngon. Rồi chúng ta có thể cất mấy cái này vô. Này. Ok. Trứng này thì nó sắp nở rồi nè. Còn 4000m nữa là nên nở. Ê khoan ở đây có. Lút. Rồi một cái trái cây. Đậu xanh. Rồi đi thôi. Rồi ok. Uầy và mẹ nó. Holy shit. Sao đang bay mà cứ nhìn thấy háng con này hoài vậy. Khó chịu nha. Bắt. Oh my god thì nó giật bành. Giật muốn bung nóc luôn. Rồi. Lên, bay lên trên bầu trời. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì đây? Một con có form lạ này. Để chút. Đây, what the fuck. Từ nhà tôi nghĩ tôi nên cầm thêm Darkrai. Ui, có một con boss Heracross. Tôi nên cầm thêm Darkrai vô cái. Darkrai, đây, thôi, đò. Đò, nó đò. Thêm mẻ đâu rồi, nó đi rồi. Fuck. Thôi, tôi qua tôi chơi con boss Heracross tạm vậy. Ây, trong này có một cái tên Master Chest. Một cái power anklet. Fuck. Người ta còn chưa ra cái. Ok, một con bot. Ui, bot cũng là legendary luôn hả? Hay. Chúng ta sẽ cầm một con Giratina nha. Chắc là Giratina với Yasian đủ ha. Giratina với Aceus đi. Ok, heal. Ok. Đầu tiên là Giratina ra trước. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi chiêu cũ là Shadow Fox. Quýnh, chết mẹ nó. Chiêu. Ui, không đau lắm. Được mà. Rồi xong, thấy mẹ gặp thứ dữ rồi anh em ơi. Bỏ mẹ rồi. Đâu phải xích bà rồi, gặp thứ dữ rồi. Con người nó toan rồi, nó đấm cái chết luôn, không nhận kinh thiệt á. Nó kinh hơn con ông hồi nãy nhiều. Và còn tôi bị lắc luôn. Bà mẹ nó chứ. Cái đầu xanh. Nó đấm mạnh đến mức mà tôi bị lắc luôn. Lần này rút kinh nghiệm tôi sẽ cho Aceus ra trước hả. À nó trên kia kìa. Ui ở đây nhiều thế, nên có khá là nhiều con giống vậy. Rồi, giờ chắc là Semitot, ok, không được đau lắm. À và nó quánh tôi cũng không đau lắm luôn. Được, ok, Hyper Beam. Đó, ok. Cũng như đau nè. Oh fuck. Ok. Rồi, Aceus sắp hy sinh luôn rồi. Cố lên Aceus, cố lên. Trời ơi. Ôi rồi xong phim. Không sao. Chúng ta sẽ cho con này ra. Estranseri gì đó. Rồi xong, thêm một con nữa hy sinh. Shadow Fox. Mình cứ đấm một cái chết luôn như này thì hơi toan ha. Ok. Rồi đừng chết luôn. Hay quá, nó dùng Tackle. Không chết, không có chết luôn. Ít bao giờ nha. Rồi xong phim. Xác định này, không sao. Vẫn còn cơ hội cho Yasian. Đó, ok. Rồi, được Heracross rồi, ok. Rồi. Slowpoke tiến hóa máy sao điên thui vậy? The fuck. Trời ơi.
Trời tối mà tiến hóa mấy con này nhìn nó cứ huyền ảo kiểu gì á. Trên kia nó có cái vòng cực quang nữa kìa. Đẹp hết. Rồi, Slowbro, ok. Bây giờ thì em xin lại cái PC nha. Bây giờ anh em cho tôi chỉnh trời sáng với đầu phòng để buổi trời tối mà nó kinh quá. Anh em cho tôi chỉnh trời sáng với đầu phòng để trời tối mà nhìn thấy mẹ gì hết. Ok, chúng ta sẽ cất mấy này vô. Rồi xong phim vòng bức trái cây ra, mấy cái thứ trái cây không cần thiết lắm. Ok, rồi. Ta sẽ bột cái hiu một cái, nhí mấy con này vô. Ra trên level cho cao ghi ha. When can I see you again? Ok, cởi con này khá là ổn nha. Cởi con này là tôi không có bị che mắt. Hay bay nó rất thoải mái. Hay bên kia có một cái Poké Center kìa. Ok, trong đây chắc là sẽ có thuốc. Thuốc có gì chúng ta có thể bán lấy tiền cũng được. Đây, hello. Trời, rất nhiều thuốc. Em xin nha. Rồi ok, bye bye mấy anh. Em đi đây. À mà trong đấy làm nếu như có anh nào nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm jungle. Có vẻ sẽ là một hành trình khá là dài đây. Cái gì bên này? Ui con gì? Con rồng. À rồng này tôi không nhớ tên nhưng mà tôi nhớ là nó là của rồng của game 7 nha. Ok. Chúng ta có thể chờ con Aesop ra quýnh ha. Ok, Aesop quýnh đi. Rồi. Ồ sao hình như bật shader vô một cái là mấy con này nó không có bị data mắc ha. Lắp shader vô cái mấy con này mất hiệu data mắc. Và là thật. Trời ơi. 6 vạch luôn. Bình thường người ta 2 vạch có thai, con này 6 vạch bị gì? Rồi anh Pikachu để hy sinh. Hyper Beam sụp. Rồi xong. Ok xong. Chúng ta được quầy rất là nhiều đồ. Và bắt. Được không? Thử đây. 1 lắc. 2 lắc. Ui. À đều được. Cứ tưởng được. Và là cái ba lô. Vứt mấy cái này đi. Chúng ta có rất nhiều đồ trong đây. Còn nữa đó. Một nồi luôn. Thôi đi tiếp nè. Hư bay lên. Ok. Tôi sẽ bay về hướng này thử coi. Ta sẽ bay đến khi nào gặp jungle thì thôi. Tôi muốn đến jungle để bắt một con Asiu anh em ạ. Con Asiu và sau đấy tôi sẽ tiến hóa nó lên thành Hasuros. Mà không biết cái khu này là có con legend gì ha. Như đó giờ tôi chưa thấy con legend nào spawn trong đây hết. Holy shit. Qua núi rồi. Ôi redstone này. Vậy rồi, nhiều thế. Ui, có gì ở dưới. Ok mẹ đi. Ui, hello. Holy shit. Ok bây giờ đỡ giật hơn rồi nè. Ngon. Rồi Master chết đây. Master chết thì hình nó ra Master Ball. Ờ không, nó đều ra Master Ball rất tiếc. Rồi chúng ta có một anh bạn rồi. Bạn gì à? Made Better Real World. Nãy giờ khu này hình như spawn boss khá là nhiều ha. Nãy giờ là Better Real với lại Heracross ba con luôn hả? Nhiều vậy là shit. Ôi, có một con Legend spawn ra bên kia rồi. Màu đỏ nè. Rồi là để tôi chạy qua thử. Holy shit, đây rồi sắp chết rồi. Nhưng mà nguy cơ là con Aesop tôi chết trước. Rồi nó chết thiệt rồi, không sao hết. Darkrai sẽ xử lý tất cả. Đặc biệt chứ, cái gì còn bà nó chứ. Ờ, Kaori baby, không sao hết. Nhỏ có vỏ. Ôi, đi. Ok, không sao. Rồi, ngon, kinh khủng liền. Rồi, một cái này là Star Reshiram. À, đù. Ôi, tôi không ngờ là Reshiram nó spawn vào lúc này. Tuyệt vời. Cho bú cái. Không phải. Cho bắt cái, ok. Rồi, là tuyệt vời. Rồi, tôi sẽ thử ba quả trước ha. Cứ thử ba quả đi. Cứ bình tĩnh, này. Ok. Này, rồi, máu ước gì nó vô luôn kìa. Rồi, nó không vô luôn rồi, tiếc rồi. Rồi, chúng ta sẽ dùng Darkrai Baby. Để cho nó ngủ trước đã. Fuck it, dude. Ok, Hypnosis. Oh, và là. À đồ, ô dễ nha, ngón, đỡ mất công. Rồi, sướng về liền. Đâu, này, Reshiram. Uầy, ngon lành. Ui. Rồi, cái bầu trời đang trắng bóc rồi, giờ thêm con này vô nữa, trời ơi. Holy shit. Ma, bánh xác trắng tinh tương. Ui.